Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, trong đó có tên gọi phường xã mới sau sáp nhập. Cụ thể quận Ba Đình gộp hai phường Nguyễn Trung Trực, Trúc Bạch, Thành Trúc Bạch. Quận Hai Bà Trưng gộp một phần cầu Dền và Bách Khoa, Thành Bách Khoa, một phần cầu Dền và Thanh Nhàn, Thành Thanh Nhàn gộp Quỳnh Lôi, Bạch Mai, Thành Bạch Mai. Quận Đống Đa sáp nhập Khâm Thiên, Trung Phụng, Thành Khâm Thiên, gộp một phần ngã tư sở Khương Thượng, Thành Khương Thượng, gộp một phần ngã tư sở Thịnh Quang, Thành Thịnh Quang, một phần trung tự Phương Liên sau sáp nhập có tên là Phương Liên Trung Tự, gộp một phần trung tự Kim Liên, Thành Kim Liên, gộp Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Thành tên mới là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ở quận Long Biên gộp một phần Sài Đồng Phúc Đồng thành Phúc Đồng, gộp một phần Sài Đồng Phúc Lợi thành Phúc Lợi quận thanh xuân gộp thanh xuân nam thanh xuân bắc đổi tên thành thanh xuân bắc gộp hai phường kim giang hạ đình thành hạ đình quận hà đông gộp ba phường yết kiêu nguyễn trãi quang trung đổi tên thành phường quang trung riêng thị xã sơn tây gộp ba phường lê lợi quang trung ngô quyền thành phường ngô quyền còn quận cầu giấy chỉ thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính và dân số tại một số phường để phù hợp quy định diện tích và dân số nhưng vẫn giữ nguyên số lượng và tên gọi các phường Cụ thể, điều chỉnh một phần phường Yên Hòa dịch vọng vào phường Quan Hoa, một phần Nghĩa Đô dịch vọng và dịch vọng hậu vào phường Nghĩa Tân. Ngoài ra, trong số 36 xã mới ở các huyện, có 11 xã sử dụng lại tên gọi cũ của một trong các xã sắp nhập, 20 xã được đặt tên theo cách ghép tên các xã sắp nhập, 3 xã có tên mới hoàn toàn là Thiên Đức, Hưng Đạo, Lam Sơn. Hà Nội cũng có 5 thị trấn được sắp xếp, trong đó một thị trấn có tên mới là Thượng Phúc, cụ thể xã yên viên nhập thị trấn yên viên huyện gia lâm thành thị trấn yên viên xã phúc hòa nhập thị trấn phúc thọ huyện phúc thọ thành thị trấn phúc thọ xã thạch thán nhập thị trấn quốc oai huyện quốc oai thành thị trấn quốc oai xã kim an kim thư nhập thị trấn kim bài huyện thanh oai thành thị trấn kim bài xã văn bình hà hồi nguyễn trãi văn phú nhập thị trấn thường tín huyện thường tín thành thị trấn thượng phúc Hà Nội giữ nguyên đơn vị hành chính cấp huyện sau sắp xếp là 30, gồm 12 quận, 17 huyện, 1 thị xã. Số xã phường thị trấn từ 579 sau sắp xếp còn 518, 337 xã, 160 phường, 21 thị trấn, giảm 61 đơn vị, 46 xã, 15 phường tại 20 quận, huyện, thị xã. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xin ý kiến thành ủy và trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính trước ngày 15 tháng 5 để hoàn thành hồ sơ gửi Bộ Nội vụ và Ban chỉ đạo chính phủ trước ngày 31 tháng 5.